các bạn, xôi bắp nha các bạn. À, nếp, đậu xanh, giờ có bắp trộn với lại nước cốt xong rồi các bạn. Giờ chỉ một hồi đặt lên đó, nồi nước sôi thôi. Sôi này ăn chung với lại cánh gà, rang nước mắm. Đừng ơi, đừng chết hả Huyền? Có một vài con đấy chứ. Mắm chung ăn rồi. Này là nước sốt của cánh gà nha các bạn. Một hồi sốt xong rồi mới rưới lên cánh gà. Nước sốt còn có cái gì gì đó thôi. Xá xíu. Xá xíu à. Hủ bị hương. Giờ gia vị vô. Thôi. Rồi chị đánh thôi. Nghe nữa. Bánh luôn. Sâu. Rồi chưa bỏ cái thử khẩu lên bên. Ủa chị bà lên, bà lên bà nói hốt thằng hả? Sợ. Không à, bà đã hốt thằng. Để muối để đường hả? Muối với đường. Thử rồi. Vừa ăn rồi. Xôi giờ ép vô khung nha các bạn. Đây vô khung có chữ nha các bạn, chữ hỷ này, chữ tàu hả Tư ha, này chữ tàu. Ép vô khung hình nha, này là xôi bắp ăn với cánh gà nha các bạn. Thầm lên có cái khuôn cái nhìn thấy đẹp ha. Lên hình liền thấy đẹp. Lên hình là nhìn thấy đẹp. Thay ngang làm cũng đẹp chứ đâu phải giỡn đâu. Mà xôi này làm cũng nhanh ha. Dễ làm.
Hồi sáng mình mới có xôi đậu á, xôi đậu thì cực. À, Quyền lấy cho Út cái dĩa nào, có bỏ cái xôi này ra đặng làm bên mâm chai đi Quyền ơi. Từ dĩa nhỏ. Mình mới xôi hồi sáng giờ mẹ nó chín lắm. Mau chín, xôi bắp nó mau chín. Mới đi chợ mua nếp này. Mới mua nếp. Thời đó làm nhanh. Không biết, tôi đưa cái bạn này cái chợ chứ. Thì món này con nhỏ nó bụng rồi. Này là xôi. Cái dĩa này là dành cho những người ăn chay nha các bạn. Đây cái dĩa nhỏ. Rồi bên đây là ăn mặn xôi có cánh gà. Đang chiên cho các bạn. Đây, bên này chiên xong rồi các bạn. Chiên xong rồi nhưng mà chưa có ướp cái nước gia vị vô. Các bạn, sau khi thành phẩm hai món mình đã làm xong rồi các bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Xôi bắp, gà, nước mắm, cánh gà, nước mắm rồi các bạn. Các bạn cho ý kiến nha các bạn.